Chúc mừng năm mới. Nhân năm 2016 sắp đến thì mình xin chúc Bio cũng như là EIB một năm mới thành công và làm việc thật là năng suất. Chúc mừng năm mới. Em ơi ạ. Người đây. Em vừa nói rồi mà sao mình chạy gần đây? Chuẩn đây. Ờ, coi. Chúc mừng năm mới nhá. Không thích. Là thành viên trẻ nhất trong văn phòng. Em chúc mọi người một năm mới vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Gì? 50 là vừa. Chúc mừng năm mới. À, đúng rồi. Quay chung năm mới. À, chúc mừng năm mới. Ngày hôm nay là ngày 31 tháng 12, nghĩa là ngày mai là mùng 1 tháng 1. Như vậy là chúng ta sắp đón năm mới rồi đấy. Oh my god. Oh my god. Oh my god. God. Ba năm ở Hà Nội, năm nay năm thứ 3. Vẫn là những cái cảm xúc đấy. Vẫn lăng lăng có chút nhớ về hồi trước đây. Không biết là tối nay đón một năm mới như thế nào nữa. Thế nhưng mà anyway thì một năm mới tới, chúc cho cả nhà EIB và Vio luôn ngập tràn nhiều niềm vui, luôn có những thành công và có những cái gì mới trong năm tới. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, gửi những lời yêu thương sức khỏe đến gia đình, những người thân yêu của mình trong cuộc sống. Năm mới sắp đến rồi, mình chúc mọi người năm mới có nhiều sức khỏe để có thể cùng EIB chiến đấu với những khách hàng khó tính và với những thầy giáo bánh bèo. Nhưng mình hy vọng là trong năm mới thì chúng ta có thể có nhiều khách hàng tiềm năng và dễ tính hơn và những giáo viên chất lượng hơn. Năm mới sắp đến rồi, mình xin chúc mừng năm mới, chúc toàn thể anh em trong công ty một năm mới thành công, vui vẻ và quẩy lên hết mình. Mẹ bữa đi. Thế thôi. Bắt đầu. Chúc cho toàn thể nhân viên EIB Sài Gòn cũng như Hà Nội chúng ta có một năm mới với nhiều điều
khiển cho phòng kinh doanh Hà Nội chúc EMB Sài Gòn gặt hái thành công trong công tác. Năm mới khi nào còn happy như thế này. Bắt đầu. Chúc mừng năm mới, chúc cho EMB Sài Gòn càng ngày càng phát triển và thành công hơn nữa. Thế thôi ở nhà đấy. Là bằng mũi. À, năm mới mình chúc tất cả mọi người năm mới an khang và thịnh vượng. Nói xong chưa? Cái gì? Thì thôi còn nói gì nữa? Cái gì ấy? Quay gì gần đấy? Quay gì gần đấy? Gì ai? Cái gì ấy? Tẩm ấy? Cái gì? Là gì à? Kinh ấy. À, chúc mọi người năm mới thì dồi dào sức khỏe này, tiền vào như nước, còn tiền ra thì nhỏ giọt như caffeine. Đấy. Anh năm mới anh chúc YV. Năm 2015 đã trôi qua. Nó trôi nhanh như là một cơn gió. Và EAV giống như là một chú ngựa hoang đã phi rất nhanh. Nhưng mà năm qua nó là năm gì thì mình không biết. Nhưng mà năm nay đó là một thành tích. Mình sẽ xin chúc EAV một năm mới phát triển nhanh như những bước đường con khỉ leo cây. Và sẽ gia tăng hơn nữa như là một con khỉ nó sinh ra cả một đàn khỉ. Và một năm con khỉ nó có nhiều sự biến hóa. Và mình xin chúc EIV giống như là một anh chàng Tôn Ngộ Không sẽ rút lông của mình ra và hóa ra rất nhiều tiền tỷ cho EIV. Một năm mới, chúc EIV vạn sự như ý, thành công.